là tổng giám đốc của công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận. Ông Nguyễn Bảo Quang Huy là phó giám đốc kinh doanh xe Mazda. Và đặc biệt trân trọng chào đón sự tham gia của tất cả quý vị khách quý là những khách hàng yêu thích thương hiệu xe Mazda. Kính thưa quý vị, tìm hiểu thông tin xe bao gồm công nghệ, kỹ thuật, nội ngoại thất luôn là nhu cầu tất yếu khi quyết định chọn mua xe. Chúng tôi mong muốn mang đến những thông tin chính xác và hữu ích về các sản phẩm Mazda, đặc biệt là Mazda CX-30 và Mazda CX-3 đến quý khách hàng. Sau đây trân trọng kính mời quý vị cùng tìm hiểu về sản phẩm thông qua bài giới thiệu của anh Bảo Huy. Trân trọng kính mời anh. Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay tôi sẽ đại diện Mazda Tân Sơn Nhất chào đón quý khách hàng tới tham dự buổi ra mắt xe Mazda CX-30 và CX-3. Chương trình có tên là Thế hệ mới, đẳng cấp mới. Sau đây xin mời quý khách hàng tham dự xem qua cái clip của sản phẩm mới của Mazda. Của Mazda có nhiều đột phá và được thể hiện qua những nét thiết kế vận hành tiện nghi. Về thiết kế, dựa trên quan điểm thiết kế kỹ thuật hiện đại, thiết kế thân xe với sản phẩm thế hệ mới được tinh giản còn một đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo được sự phấn khích và sống động. Về vận hành, thế hệ sản phẩm thứ 7 sở hữu thiết kế kiến trúc xe dựa trên nền tảng xe TG thế hệ mới được phát triển để tối ưu cho việc lái xe linh động và trong mọi tình huống. Những tính năng hỗ trợ an toàn tiên tiến mang đến cảm giác yên tâm và tự tin khi lái xe. Về tiện nghi, sản phẩm thứ 7 đều được tinh chỉnh và tối giản hóa, loại bỏ những chi tiết thừa để tạo được không gian thoáng đãng, tạo được tiếng lái. Không hút sự quan tâm của khách hàng bởi những giá trị riêng mà mẫu xe CX-30 mang lại. Dựa trên thiết kế Polo thế hệ mới, thiết kế những thân hiện đại, ngoại thất xe 30 thế hệ thứ 7 được tinh giản vào một đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo được cảm giác phấn khích. Sự lôi cuốn với vẻ đẹp tinh giản và là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp dựa trên tinh thần xe là một nghệ thuật. Nội thất xe tiếp tục ứng dụng hiệu quả lấy con người làm trung tâm, nhờ đó tổng quan nội thất, kính gọn và cách điện thao tác tạo cảm xúc cho người sử dụng. Với sản phẩm thế hệ thứ 7,